một phát minh khoa học vĩ đại nhất mà tôi từng gặp ở đây hôm nay nhá. Anh em xem nhá. Nếu anh em đang muốn mua một chiếc TV này hoặc iPad này cho con mình xem hoạt hình này qua mạng này. Đó, nhưng mà TV nhỏ và đây là TV to. Thứ hai là anh em muốn mua một chiếc máy vi tính để nghe nhạc, đúng không ạ? À? Máy vi tính để nghe nhạc đúng không ạ? Thứ ba là anh em muốn mua một dàn karaoke để hát bò bự chà bá như này, kết nối rất lằng nhằng. Đó. Thứ tư là anh em muốn mua một chiếc điện thoại để xem phim online, để nghe nhạc online. Điện thoại này bấm tinh tinh này. Thì đây, một pháp sư Trung Hoa đã sản xuất ra một chiếc loa phải nói là vô cùng tuyệt vời. Con này là Bát 30, màn hình 15.6 inch, chạy được đây. Các bác đang xem đây là cái gì nhá. Đấy, đây là đang xem là cái gì. Và một cái điều mình rất thích ở chiếc loa này, có này USB này, có thẻ nhớ này, có cổng livestream này, và hai mic như thế này, tích hợp pin sạc. Chị em nào mà tiết kiệm ấy, anh em nào mà tiết kiệm, mua một lần xài trọn đời không phải mua pin nữa, mua về là hát được ngay và có thể mang đi du lịch, đi chơi 2-3 giờ đồng hồ liên tục. Đây chính là loa LV110, em dùng một tay để em xách như này, dùng một tay để xách như này anh em ạ. Nặng khoảng 10-15 kg thôi, khoảng 20 cân đổ lại, và có bánh xe dễ di chuyển như thế này. Đó, dễ di chuyển. Và màn hình đây có thể chạy được các nền tảng khác, ứng dụng như là top rồi đấy. Nói chung là có ba cái nền tảng thì em không nói tiện nói ở đây tại vì nó vi phạm chính sách, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ test thử cho anh em nghe xem chất nhạc nhé, tiếng mic nhá. Đây, micro rất là xịn sò anh em ạ. Đó, alo, 1 2 3 4 5, echo rất là mượt luôn quý vị nhá. Bây giờ mình lên nhạc cho anh em đấy nhá. Rồi đây, mình sẽ lên nhạc cho anh em và hát thử karaoke, các bác nghe thử này. Đó, mình đã test thử loa LV110. Đấy, anh em nào mà đang cần sắm cái dàn karaoke thì hãy bình luận xuống bên dưới. Xin chào anh em.